Chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này bên trái cây thơm Quảng Lắc có quay lại cái vườn chanh dây của anh Nguyễn Văn Hồng ở thôn 6 Thả, xã Vũ Bảo, Cà Rông Bách, Đắk Lắk. Thì với cái vườn chanh dây của anh á thì mới có 4 tháng tuổi thôi, thì anh trồng được 400 gốc. Thì việc mà cái vườn của anh trồng xen canh thì gồm có cam quýt, bưởi và bí. Thì cái tình trạng chung hiện tại của nông dân của chúng ta bây giờ là chanh 4 tháng tuổi, 5 tháng tuổi á, nó bị hiện tượng đó là khi mà ra trái nó bị phân trắng nè, thứ hai là bị xoăn đọt vàng lá. Thì đây là cái cây chanh dây mình quay cho bà con xem. Thì với cái vườn này á, anh Hồng anh cho biết rằng á thì anh sử dụng cũng rất nhiều loại thuốc mua ở đại lý thực vật nhưng nó không có hiệu quả. Thì anh có mời bên trái cây thơm Quảng Lắk hỗ trợ về cái kỹ thuật. Thì qua kỹ thuật bà con xem nè, tất cả các ngọn đều bị xoăn hết, tóp lại hết, nói chung là bị virus nó tấn công xâm nhập ở lá thì nó gây hiện tượng này. Thì hầu như á, mùa nắng này mà khi gặp mưa thì tất cả loại chanh dây này chúng ta đều bị bệnh hết, phân trắng, đốm dầu, bã trầu. Thì với vườn này thì hai cái hiện tượng chính đó là hiện tượng đó là lở cổ rễ nè, phù gốc nè, với lại là chết nhanh. Thì cái vườn này thì hầu như là đất cát, nó rất là cứng, khi mà trời nắng lên hút nước cũng rất là nhanh. Và cái thứ hai là với mô hình này thì anh Hồng ảnh trồng theo mô hình là xen canh giữa chanh dây và một số cây trồng khác, thì anh cũng có đào kênh mương đầy đủ để thoát nước. Thì anh chia sẻ rằng cái việc mà chết nhanh này nó xảy ra rất là nhiều đối với cái vườn chanh dây của anh, như ở cái rễ này bà con xem đó, nó bị tóp và phù khô ngay chỗ gốc luôn á, nó làm cho dinh dưỡng không hút lên được, khiến cho cái cây nó bị chết đó. Bà con xem thấy mình quay rõ ràng chưa? Thì với cái clip này á thì hầu như ở bên cái thôn 6 xã Vũ Bảo, Cà Rông Bách này á, nông dân bà con trồng rất là nhiều chanh dây vì cái vùng đất bên này rất là hợp với chanh dây, phát triển rất là nhanh. Nhưng mà cái việc phát triển này á thì những cái vườn lân cận á trồng trước á thì nó có hiện tượng là côn trùng chích thúc rất là nhiều và nó lây qua những cái vườn mới trồng này, mà nông dân chúng ta thì chưa có nắm rõ được cái phương thức là phòng như thế nào để cho được hiệu quả. Thì anh Hồng này anh đó nói hết cái những cái bệnh ở trên cái vườn mình và đã được đội kỹ thuật bên trái cây thơm Mùa Lắc tư vấn rất là cụ thể. Đây là đi hết cái vườn của anh, rất là rộng, đất rất là nhiều, nhưng mà công việc làm không hết vì cái tốc độ của cái bệnh này nó lây lan rất là nhanh, anh xử lý không có kịp. Thì hai vợ chồng anh thì một người tỉa cành, một người thì dẫn bên kỹ thuật đi xem những cái cây chanh bị bệnh. Thì với chanh dây này bị chết, hiện tượng nó là chết chết nhanh nè, nó héo khô luôn, nó rụ hết lá luôn, các bạn nhìn thấy không, rất là rõ. Thì những cái chanh dây này á, mình khuyên cho bà con nông dân á, thứ nhất á là đem đi tiêu hủy đi, cắt vôi hết, dục hết, gốc mình nhổ lên bà con xem nè, cái bị khô và chai luôn ngay của cái gốc á, bẻ ra rất là giòn đó, bà con xem nè. Thì hầu như cái tình trạng này á thì bà con chúng ta thấy rõ là cái phần này mà cái lỗ rồi đó, vì khi trồng lên á thì nó chết đi thì chúng ta lỗ 1 cây tới 40.000 tiền giống. Thì với những dây này á, mình khuyên cho bà con nông dân á tiến hành gom cắt và đem đi tiêu hủy hết. Thì với tình trạng này á, clip này mình quay rất là dài, hết diện tích là 400 gốc của anh Hồng. Những cái dây mà có tình trạng mà héo rũ chết như thế này rất là nhiều, rất là nhiều á, hầu như là gần 40 50 dây á, mình quay cho bà con xem ở clip và rất là dài. Thì với trường hợp này mình khuyên cho anh Hồng á sử dụng cái thuốc gốc đồng để phun lên phòng trừ cái bệnh phân trắng và đổ gốc để tránh hiện trường và bị lở cổ rễ phù gốc. Thì hai cái này là cái thông thường nhất, và thứ ba đó là tiến hành cho anh phun thuốc nhúng màng để xua đuổi côn trùng, nó không có đến gây hại cho cái vườn chanh tơ của anh. Thì qua clip này mình cũng quay cho bà con xem khảo về cái mô hình ở xã Vũ Bảo, Cà Rông Bách. Thì mỗi vùng đất có một cái khí hậu riêng, thì mình quay cho bà con xem để nắm được những vùng đất cứng thì nó phát triển tốt hay không. Thì qua đó ai bà con có nhu cầu trồng á thì có thể biết được cái vùng đất mình có thích hợp hay không và có nên trồng hay không. Thì trái cây thơm Mùa Lắc á cũng là kênh nông nghiệp để phục vụ cho bà con nông dân xem về những cái hình ảnh thiết thực nhất và chân thật nhất. Và một lần nữa xin bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video tiếp theo của trái cây thơm Mùa Lắc về cây chanh dây, bơ, sầu riêng, tiêu và cà phê. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.